Chào mừng anh em đã quay trở lại với Katana Vlog. Đây là cái chuyên mục cận cảnh dao Nhật giúp các anh em có thêm những cái sự lựa chọn để chọn mua các dòng dao Nhật. Đây là dòng Tojiro DP-37 lớp Damascus lõi VG-10 có chiều dài là 180mm. Đây là một chiếc dao chép của hãng Tojiro của Nhật Bản. Hình dạng của dao này thì khá là truyền thống đối với cái dòng dao chép thái thịt cá. Các bạn có thể nhìn thấy logo của Tojiro và vân Damascus ở trên dao. Đây là vân do 37 lớp thép tạo nên, tức mỗi lớp thép sẽ là một vân Damascus, chứ là nó không phải là để vẽ lên hay là sơn lên như vậy, cho nên là cái dòng vân này nó sẽ không bao giờ bị mờ. Dao này thì có chiều dày sống dao là 2mm. Có cái phần tang dao và phần khâu dao được hoàn thiện khá là tỉ mỉ, nên là cán dao thì sẽ rất là bền. Đó. Dao có trọng lượng là 165g, khá là nặng hơn so với những dòng dao chép bình thường, cho nên là nó mang lại cái độ đầm tay khá là cao. Và nhất là những cái bác nào mà hay nấu đồ ăn châu Âu hay là thích sử dụng những cái dòng dao đầm tay thì đây là một sự lựa chọn khá là hợp lý. Khi nấu ăn thì các bác sẽ không cần phải sử dụng lực quá nhiều mà vẫn thái cắt một cách hết sức ngọt. Dao này thì có 37 lớp và lõi thép chính là lớp VG10. Như các bác nào sử dụng dòng dao VG10 cũng biết rồi là lõi VG10 nó đem lại một cái độ sắc rất là lớn, cắt thái rất là ngọt, nhưng mà đổi lại là nó hơi bị giòn một chút, cho nên là khi sử dụng VG10 các bác đặc biệt lưu ý đến cái vấn đề sử dụng dao đúng công năng cũng như là đúng hướng dẫn sản xuất. Đó thì dao sẽ giữ được rất là lâu cũng như là mang lại độ sắc rất là cao mà các bác không phải mài lại quá nhiều. Đó, dao thì có độ cứng là 58 đến 60 HRC, phân phối bởi hãng Tojiro của Nhật Bản. Dao thì được bảo hành trọn đời tại Katana. Cảm ơn các bác.